Xin chào các bạn, mình là Anna, nhà sinh học hoạt động trong lĩnh vực trẻ hóa cơ thể tự nhiên. Rất vui được gặp lại các bạn trong clip này. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý do tại sao mà mạ lúa mì có thể hỗ trợ chúng ta tăng cân thành công nhé. Anna có rất là nhiều khách hàng sử dụng phương pháp kết hợp giữa mạ lúa mì và điều chỉnh chế độ ăn uống. Họ có thể tăng được 4 cân trong vòng 3 tuần, 4 tuần. Bản thân Anna cũng đã tăng được 7 cân trong vòng 6 tuần. Đó là một cái nỗ lực phi thường của những người muốn tăng cân. Nếu bạn đã từng có ý muốn tăng cân thì bạn phải hiểu rằng là từng mỗi 100 gram đều vô cùng có ý nghĩa đối với chúng tôi. Và cái nỗ lực của người muốn tăng cân có khi còn gấp 4, gấp 5 lần nỗ lực của những người muốn giảm cân. Nếu mà so sánh ngang, tức là cái việc bạn xây lên bao giờ cũng nhiều thách thức hơn là so với việc bạn phá đi. Nó mất nhiều thời gian hơn và cần phải có một sự bền bỉ hơn. Vậy thì lý do đầu tiên khiến bạn mà chưa thể tăng được cân nặng đó là do tâm lý của chúng ta. Nếu như tâm lý của chúng ta không ổn thì bạn biết rồi đấy, hệ thần kinh chính là cái cơ quan mà điều khiển mọi cái chu trình bên trong cơ thể. Và khi hệ thần kinh bất ổn thì việc cảm giác đói này, quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn của chúng ta đều khó mà có thể diễn ra một cách trơn tru. Hệ thần kinh của chúng ta có thể được đầu độc bởi chính cái cặn bã và độc tố trong quá trình trao đổi chất của chúng ta, cũng như là những cái độc tố mà chúng ta tiếp xúc mỗi ngày qua thực phẩm này, qua mỹ phẩm này, qua không khí xung quanh này. Và làm thế nào mà chúng ta có thể hỗ trợ được cơ thể của chúng ta thải độc đây ạ? Thì mạ lúa mì là một trong những cái thực phẩm được tính là siêu thực phẩm trên thế giới, có khả năng hỗ trợ cơ thể giải độc rất là tốt. Mạ lúa mì có khoảng 100 enzyme, trong đó có hai enzyme thải độc mạnh mẽ nhất là SOD và P4D1. Chính vì vậy mà cơ thể của chúng ta có thể đào thải được những cái độc tố, nó sẽ giải tỏa cái áp lực lên hệ thần kinh và cái cảm giác đó xuất hiện, việc tiêu hóa của chúng ta diễn ra thuận lợi hơn, chúng ta có thể tăng cân được chính là nhờ một phần do hệ thần kinh của chúng ta đã được giải tỏa. Lý do thứ hai mà mạ lúa mì có thể giúp chúng ta tăng cân đó là mạ lúa mì có thể kích thích cái cảm giác thèm ăn và làm cho chúng ta muốn ăn nhiều hơn. Bạn biết đấy, cơ thể của chúng ta rất là vi diệu, nó thường ưu tiên là ăn vào và ưu tiên là dự trữ. Bởi vậy cho nên nếu như một ngày mà chúng ta cần khoảng 2.000 calo cho hoạt động bình thường thì thường cơ thể chúng ta nó sẽ còn đưa ra những cái tín hiệu để mà chúng ta ăn nhiều hơn như thế. Để vì sao ạ? Vì ăn rồi còn phải tích trữ cất đi để phòng hờ những cái trường hợp cần thiết thì lôi ra dùng. Cơ thể của chúng ta nó được thiết kế như vậy đấy ạ. Và bạn biết đấy, chúng ta không thèm ăn là bởi vì đã có một cái gì đó ách tắc ở bên trong cơ thể của chúng ta. Nếu như đã có những cái sai hỏng về mặt chuyển hóa thì mạ lúa mì bằng cái lượng dưỡng chất rất lớn của mình có thể cân bằng lại, cung cấp đúng những cái dưỡng chất mà tế bào cần. Và nếu tế bào đã hoạt động được đúng chức năng thì tự nó sẽ có những kích thích cảm giác đói này và kích thích quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru. Vì vậy mà mạ lúa mì có thể hỗ trợ bạn trong cái việc mà tăng cường cái cảm giác, cái ham muốn ăn uống lên và từ đó bạn sẽ tăng cân. Lý do tiếp theo bạn chưa tăng cân được là bởi vì hệ thống hấp thu của bạn đang có những cái trục trặc. Trong cơ thể của chúng ta có những vi nhung mao ở ruột non là cái nơi mà hấp thu các cái dưỡng chất. Thì các vi nhung mao này nó có hàng triệu cái vi nhung mao và nó luôn luôn đưa ra như thế này để đón chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng của chúng ta sẽ được các vi nhung mao này bắt lại theo nguyên tắc chìa và khóa bằng những cái thụ thể xuất hiện lên trên bề mặt tế bào. Thế thì điều gì sẽ xảy ra nếu như mà chìa không tìm được cái lỗ của cái ổ khóa để mà bắt vào ạ? Và đấy là khi mà những cái thụ thể đấy nó bị bẩn, nó bị che lấp, nó bị che phủ thì lúc đó chất dinh dưỡng sẽ không thể nào nhận diện được để mà bám lại, để mà được hấp thu vào cơ thể của chúng ta. Thế thì mạ lúa mì có thể hỗ trợ bạn trong việc làm sạch những cái cặn bã và độc tố đó, từ đó trả lại cho các cái vi nhung mao ở vườn non một cái trạng thái vô cùng sạch sẽ, vô cùng mới mẻ, và bạn sẽ hấp thu được chất dinh dưỡng thôi. Đó là lý do tại sao mà rất là nhiều người ăn rất là nhiều cơm này, ăn nhiều sơn hào hải vị này, mà càng ăn lại càng ốm hơn nhé, càng ăn lại càng yếu hơn. Bởi vì sao ạ? Nếu như chất dinh dưỡng chúng ta đã đưa vào bên trong cơ thể rồi mà chúng ta lại không thể tiêu hóa và hấp thụ được nó thì nó lại trở thành những cái cặn bã cần được đào thải ra ngoài. Vậy là chúng ta sẽ bị thiệt hại kép
Một là chúng ta vẫn mất cái năng lượng, vẫn mất tài nguyên để tiêu hóa nó. Thứ hai là chúng ta lại còn mất một cái năng lượng và tài nguyên để mà thải độc ra, do bệnh là không thể hấp thu vào được nữa. Và đấy là các cái lý do cơ bản làm cho mạng lưới mì có thể hỗ trợ được bạn trong cái quá trình tăng cân thành công. Anna và các bạn bè, khách hàng của Anna đã sử dụng mạng lưới mì kết hợp với một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý và đã có kết quả tăng cân vô cùng rõ rệt. Anna chúc bạn cũng đạt được điều đó. Hãy sử dụng mạng lưới mì và để lại thông tin để Anna có thể tư vấn cho bạn kỹ hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các clip sau.